Cũng do thời tiết khí hậu nó lạnh quá nên em sẽ quay tổng hợp một số mã loa để cho các bác nhập chơi Tết cho các bác đấy. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em để em gửi bản test riêng cho, hoặc nhắn vào đây nếu không gọi được ấy, bởi vì là nhiều lúc nhiều cuộc gọi nó đè, thì nhắn vào đây thì em sẽ gửi clip riêng từng mã cho các bác nhé. Bắt đầu xem nào, đi đến bên đây đi, những cái dòng dưới này theo trên đã. Đối với loa thì đây, đây là đôi loa Mita, đôi này có bản test rồi nhưng mà đọc nó rất là khó. Dòng này là dòng loa Canada, các bạn, loa Canada. Loa này thì nó lại là tép lồng đây, ở bên trong đây tép của nó tép lồng đấy. Đôi này đã có bản test rồi, đôi này có mức giá 2,9 triệu đấy. Đây 2,9 triệu em đã ghi trên này, 2,9 triệu. Bạn nào cần thì nhắn tin nhé, cứ ý là nhắn tin hộ em cái chữ này này. Này nhắn tin chữ này hộ em sẽ báo lại loa cho. Đôi này nghe rất là hay, loa Canada. Sang tiếp theo, nó là đôi loa Tannoy. Đôi loa Tannoy này thì báo cáo các bác là đẹp như mới luôn. Tannoy đẹp như mới luôn. Mở bên đây căng cho bác thôi, nhìn cho bác biết này. Đẹp như mới, lau cái bụi đi. Loa Tannoy này đẹp như mới, để em quay từ từ, bác đợi em chút nhé. Em nhấc nó quay lại chứ không nó nặng lắm, con loa Tannoy này nó không nhẹ đâu. Đấy, để quay một chiếc đằng sau cho bác đây. Đôi loa Tannoy này có model là Tannoy Mercury M2 RE, dòng loa Anh xịn luôn, dòng loa bao xịn bao zin cho các bác luôn ạ. Chưa, đôi này có mức giá là 5,9 triệu. Dòng loa thì Tannoy không nói nhiều rồi, nó là dòng loa cao cấp này. Sang đến bên đây, đó là loa JBL. Con này là con loa JBL này. JBL nó hơi khuất, để em quay đằng sau cho các bác. Đây là loa JBL L3. Báo cáo các bác là JBL L3 này. JBL L3. JBL L3 vừa về được 3 đôi, bắt đầu gọi thông cảm thôi. Đấy. Cũng như các bác đang em đang quay như này, các bác gọi em không trả lời đâu. JBL L3 này. Báo cáo các bác là loa JBL L3 thì đây em mở, đây căng mặt trước cho các bác nhìn. Thì nó có mà. Các bác gọi nên là nhiều lúc đang quay hoặc là đang nghe máy bên kia. Đây JBL L3 đấy. Đây là còn đẹp lắm ạ, mốc đấy. Này, mốc em lau hết luôn. Đây này, có khi em phải lấy cái rẻ em lau cho các bác nhìn cho các bác biết chứ không lại bảo là con JBL L3 này có mức giá là 6,9 triệu ạ. 6,9 triệu một đôi. 6,9 triệu các bác nhé. Nhớ nha, 6,9 triệu nha. 6,9 triệu này. 6,9 triệu một đôi. Các bác cứ tham khảo giá đi. 6,9 triệu một đôi. Bác có tham khảo giá thoải mái đi, xem kiếm được đâu giá đấy thì quay về đây nha quân. Các bác cứ đi tham khảo giá thoải mái nhé. Cứ đi tham khảo xem là JBL L3 xem giá 6,9 triệu các bác mua đâu có. Đây là tất cả vỏ được một vỏ màu vàng hết ạ. Màu vàng tất. 6,9 triệu một đôi. Xong JBL L3. Tủ đài kia thì chút nữa em sẽ giới thiệu tiếp. Đây là súp Hartmann Cardon bát 25 úp gầm này. Hartmann Cardon bát 25 úp gầm. Mức giá 4,5 triệu một con. Hartmann Cardon TS7 là 4,5 triệu. Được chưa? TS7 4,5 triệu. Còn TS11 là 5 triệu. TS11 5 triệu, màu như nhau nhưng màu đen khác nhau. TS7 là 4,5 triệu, còn TS11 là 5 triệu. Chưa? Đấy là súp Hartmann Cardon. Súp chậm đấy. Hartmann Cardon. Để em giới thiệu hết cái loạt trong này nữa. Cái loạt tủ đài này thì có báo các bác là em dỡ hết kèn ra rồi. Những chiếc tủ đài kèn này, những màu này có những mức giá từ 6,9 triệu đến 7,9 triệu. 6,9 triệu màu đen, 7,9 triệu rồi 8 triệu màu vàng. Các bác nào thích thì em gửi clip cho. Đây. Em phải dỡ kèn ra thì nó mới chồng lên nhau được, chứ không để nó chiếm hết diện tích nhà.
sang đây nữa, đó là con đôi loa Fisher. Con này còn zin hết cái căng của nó ạ. Fisher này XP10. Con Fisher XP10 này có bản test, có clip khui hàng cho các bác rồi. Mức giá quý vị chú ý hộ em nhé. Đây quý vị nhớ hộ em là Fisher XP10 này. Thì cái này lau đi là nó sáng ngay vì là gỗ XP10 nhé. Đây logo XP10 bên trong này. Có bản test rồi, bác nào cần em gửi bản test cho. Những con như thế này ngày trước em bán nó toàn 17, 18, 2 mấy triệu thôi. Con này mới về. Xem nào. XP10. Con này để cho các bác mức giá nhé. 15.9 triệu. 15.9 triệu nhé. Các bác cứ tham khảo đi, các bác đi tham khảo thoải mái đi, sau đó gọi về em sau. Chả sao cả. Cái này cứ lau đi sáng hết. Hàng của em về là em cứ qua một lượt xong em phải để vào đây thôi chứ không có thời gian quá nhiều đâu. 15.9 triệu XP10. Được. Sang đến đây. Đó là con âm ly Lukman, cũng Lukman L3. Con Lukman này các bác pha với đôi loa JBL L3 này ok đấy. 3.9 triệu con âm ly Lukman L3 này, được chưa? Đấy, cũng nặng ra phết đấy. Lukman L3 đấy. Con âm ly Lukman L3 này các bác pha với JBL này cho em. Ok luôn. Được chưa? Xuống phía dưới, đó là con Pao của Dam. Thương hiệu Dam của Nhật thì con này dòng này đánh rất là hay, mềm tiếng ấm lắm. Dam A502 là mã. 502 là mã. Con này cũng có bản test rồi. Mức giá 2.9 triệu. Hàng Dam, hàng xịn của Nhật luôn. Con Dam này thêm được hôm trước xin lỗi các bác nhé. Hôm trước về được cái lô BMB này rất nhiều nhưng không đấy hết mất. Hôm nay mới về được thêm hai con. Có một bác lấy em phải còn phải bỏ con BMB của em sang cho bác. Về được thêm hai con nữa. Cũng mức giá 2.9 triệu. Dòng này em được giới thiệu rất là nhiều ở trên cái sảnh nhà em rồi. Hôm đấy lô đấy hết, lô này được về được thêm hai con nữa này. Con BMB DA03. Con này 2.9 triệu một con. Mặt gương 2.9 triệu một con ạ. Có hai con thôi. Dạ. Xuống phía dưới này nữa, đó là con âm ly Đần Ông 2700. Con Đần Ông 2700 này có mức giá 3.9 triệu. Con Đần Ông này dòng đấy 2700. Được chưa? AVR 2700 3.9 triệu. Đấy, để em xem con này này. Đấy. Các bác nhìn nhé, em quay kỹ con Đần Ông này cho các bác này. Cái này là rất quan trọng. Bác chú ý hộ em là nó có chữ Digital In này. Con này có giải mã. Các bác mua nguyên cái đầu giải mã đều. Bây giờ các bạn phải có gọi là cái cục giải mã bé tí. Nó phải có triệu, hơn triệu, 2 triệu. Chưa nói đến con âm ly có cả giải mã. Và loa thì bác dòng này nó phải 5.1 hay là 7.1 rồi nhỉ. Thì em nhìn xem nào. Đấy. Được chưa, các bác cắm thoải mái chơi. Chơi thoải mái cổng vào cổng ra, vừa làm giải mã cho bộ nghe nhạc của mình, vừa làm giải mã cho bộ dàn karaoke, thoải mái luôn. Có cổng quang. Đấy. Đây ạ. Mirror center, phone rear có hết. Được chưa? Con này là 210W. Để em nhìn cái trở kháng đánh loa này. Cái trở kháng đánh loa của con này này, nó từ 6 đến 12 ohm, 6 đến 16 ohm. Trở kháng từ 6 đến 16 ohm ạ. Ok chưa? Đấy, 6 đến 16 ohm. 3.9 triệu con này. To vật vã. Sang đến đây. Tiếp tục nữa. Đó là chiếc đầu CD Panasonic. Chưa lau đâu, tất cả hàng này chưa lau. PD Panasonic PSLPS30 giá 1.6 triệu. 1.6 triệu đây phía sau đây ạ. Con này không. Con này có cổng quang đâu, không cổng quang thôi. Con này không có cổng quang, giá 1.2 triệu đi bác ơi. 1.2 triệu cho nó nhanh. Chúng em nó phải thế cho nó nhanh. 1.2 triệu. 1.2 triệu các bác nhé. Đây, 1.2 luôn này. 1.2 vào đây cho nó nhanh, đỡ sửa 1.2. Xuống con ở dưới này. Con ở dưới này hôm trước báo 1.8 triệu, 1.3 triệu đấy. Nhưng cái nắp này này, các bác nào về sửa nó tạch cái nó kêu này. Đấy. Nhưng mà nó không báo được mấy. Đây này.
nắp này. Còn nó chạy hoạt động thì bình thường. 1 triệu 8 xuống 1 triệu 3, còn 1 triệu cho bác cho nhanh này. 1 triệu này. Nhá, 10. Chưa? Xuống tiếp tục phía dưới. À, con đầu Pioneer CLD C1 giá 1 triệu 2. Con này chạy đĩa to luôn ạ. Chạy đĩa to nhá, 1 triệu 200. Con này chạy cái đĩa to như đĩa than ấy, cả đĩa to và cả đĩa CD, 1 triệu 2. Còn con đa Powdam, Powdam A100 này giá vẫn 2 triệu 9 rồi. Không nói rồi. Đấy, cho nó nhanh. Em cứ báo nhanh như thế cho các bác. À, tiếp tục sang đây, lúc sáng có à, chết, quay báo hay đầu cho này nhá. Phía đầu sau này. Đây. À, cái con mà con chạy đĩa LCD to này có cả cổng quang ra này. Con dưới cùng này, con này này, con này có cả cổng quang ra nhé. Các bác có thể nghe, mở đĩa to đây nhưng cho sang giải mã để nghe. Có cả cổng quang. Sang đến con Panasonic SLE10. Giá 800k con CD kìa. 800k thì về phía sau đây. Con này phía sau có cổng quang ra luôn. Được chưa? Có cổng quang ra, nói thì cho như ngay. Nhiều bác cần cổng quang ra để xuống các bộ dàn giải mã mà. 900.000 con Panasonic. Sang đến bên đây, đó là con Onkyo. Onkyo có giá 1 triệu 2. Con Onkyo này là C301FX. Con này nghe hay lắm đấy, nặng trịch, nặng như cối xay luôn. 301FX đấy ạ. Chưa. Con phía dưới, con này 1 triệu 2. Con phía dưới đó là con 970, giá 2 triệu 9. Con 970 này giá 2 triệu 9 nha. 29 nha. Riêng đối với con Sony 92, Sony này 970 ạ. Hàng cao cấp 970. Con này cho chất âm thì khỏi phải khen nữa rồi. 970, Sony 970. Mức giá 2 triệu 9. Con này có cổng quang ra nhé. Cổng quang ra và AV ra, vào và ra có hết. Được chưa? Đây quay luôn đằng sau cho các bác nhìn. Đây 970 cổng quang đây. Cổng vào cổng ra lại có luôn. Và cuối cùng đó là con Pioneer. Con này các bác hỏi rồi thì bác nào đặt nhé. Không em quay em. Đây con Pioneer DV747A. Con này chạy đĩa DVD luôn nhé. DVD mới, đẹp như mới luôn. À, con này có mức giá đã báo rồi. Đây xem nào, nhìn lại xem. Mức giá ghi trên nóc hay chỗ nào. Em phải nhìn cho kỹ. Đó, đợi em chút em nhấc nó ra nhé. Không có giới thiệu hàng, không rõ là không được. Đây. Khổ quá, muốn xem được chi tiết thì bắt buộc em phải di chuyển máy. Nên các bác xem nó hơi mỏi mắt. Mức giá 2 triệu 9. Con đầu DVD này, đẹp như mới luôn. Màu vàng chanh. Cổng đằng sau thì khỏi mình. Rất là nhiều cổng rồi. À, cổng AV có này. À, cổng audio, các loại cổng này. Cổng 2 chấm này. Đánh cứ... Có cả cổng đưa ra đường 5.1 luôn này. 5.1 này. Ngoài ra có cả cổng ao, cổng quang này. Được chưa? Để cho các bác cho xuống những bộ giải mã. Có hết 2 triệu 9. Rồi, em cảm ơn.